X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với hỏi đáp đồng hồ. Câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay là thuộc về bạn Cường Phan Xuân. Bạn ấy hỏi rằng là chào hai anh, chúc hai anh ngày cuối tuần vui vẻ. Em có một người bạn tặng một chiếc đồng hồ có tên là Bolt. Trên mặt đồng hồ cũng thấy ghi là Swissmade và có mã là DG2018C S5CBE. Em muốn hỏi hai anh liệu đây có phải là của Thụy Sĩ không, và xin hai anh tư vấn giúp em với. Em cảm ơn hai anh nhiều. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn vì bạn đã nhận được cái đồng hồ rất là hấp dẫn của Thụy Sĩ. Đồng hồ Bolt là một trong những đồng hồ mình nghĩ là khá ổn đấy. Và tuy nhiên là cái từ Bolt là người ta liên tưởng đến quả bóng chứ lại không phải là đồng hồ, nên là thành ra là có rất là nhiều người Việt Nam người ta ái ngại mua đồng hồ Bolt bởi vì chính vì cái tên của thương hiệu của nó ở trên mặt số. Tại sao tôi lại nhớ đến cái đồng hồ Bolt này, bởi vì là bạn bè tôi, những người làm công nghệ, có một số bạn bè họ mua cái đồng hồ Bolt này, xong rồi họ đăng tin giao bán ở trên mạng ấy, thì tôi thấy như thế thì tôi cũng đi tìm hiểu, và lúc mà tìm hiểu ra được cái thương hiệu này là một thương hiệu đồng hồ cũng tốt của Thụy Sĩ, thì bạn đã bán mất rồi, hơi đáng tiếc một tí. Thực ra cái bên Bolt này thì nó đặt theo tên của một cái người đấy, cái người này là ông Web Bolt, là ông ấy là thanh tra quản lý cái thời gian tại khu tàu hỏa. Vì ngày xưa các bạn biết rằng là tàu hỏa thì họ mới lưu hành thì chính cái việc tính toán thời gian sai lầm đã thậm chí gây ra những cái tai nạn đáng tiếc. Cho nên chính cái ông Bolt này, ông ấy đã làm một cái thanh tra quản lý thời gian và mượn cái cảm hứng từ câu chuyện đó thì họ đã đưa ra một tên thương hiệu này. Tôi nghĩ thầm hiểu là họ đã muốn thể hiện rằng đây là một thương hiệu mà nó mang một cái gì để chính xác, một cái gì đấy nó chuẩn chỉ, thì ý nghĩa thương hiệu nó là như vậy. Vâng, bởi vì là như anh Hùng biết là các cụ nhà ta có câu là sai một ly đi một dặm mà. Đúng rồi. Đấy, và đồng hồ Bolt là một cái công ty đồng hồ của Mỹ nhưng mà lại có trụ sở đặt ở Thụy Sĩ, và nó được thành lập vào năm 1891 tại Cleveland. Đó, và các cái đồng hồ Bolt ấy tại sao lại có dòng chữ Swissmade ở trên đó, bởi vì là trụ sở nó đặt ở Thụy Sĩ mà, với cả máy móc của nó là cũng dùng máy móc Thụy Sĩ luôn. Khi mà đã là một chiếc đồng hồ Swissmade thì tức là nó đảm bảo được những cái tiêu chuẩn của cái chứng nhận Swissmade này, nên bạn yên tâm, không cần quá quan trọng là trụ sở nó đang ở đâu đâu. Có thể là nó tại Mỹ, có thể nó tại Thụy Sĩ, nhưng miễn là nó có dòng chữ đây tức là nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn của Swissmade đưa ra. Vâng. Và với cái mẫu đồng hồ mà bạn được tặng này, anh Hùng nhìn như thế nào? Có vẻ rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Nếu mà anh Hùng nhìn vào cái độ tinh xảo của nó thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những cái mẫu đồng hồ lặn kiểu như Orient Ray hay là Marco. Ví dụ như anh Hùng nhìn cái núm của nó đi. Đấy, cái núm của nó có thấy toát lên một cái vẻ gì đó nó đẳng cấp hơn không? Rồi là cái dạo này có vòng bezel ở bên ngoài nhìn cũng khá là đẹp mắt. Dạ quang thì là thuộc loại dạ quang siêu sáng luôn. Đó, và dạ quang đặt luôn tại chính cái số khác trên vòng bezel luôn. Đó, đó mới là cái hay của nó. Và tiếp nữa là anh Hùng nhìn vào cái kim dây. Hãy khoan nhìn vào đầu kim, chúng ta nhìn vào cái phần cán của kim đi. Đấy, nó có những cái đường mà nó làm rất là tỉ mỉ luôn. Nhìn qua tôi tưởng khắc hình đầu lâu đấy, nhưng thực ra không phải đâu đúng không? Đó. Vâng. Cái logo rất đẹp của hãng đây, chứ logo của hãng này. Đó, đúng rồi. Đấy là những cái điểm mà tôi thấy là cái đồng hồ Bolt này đáng tiền để cho người ta bỏ ra để mua. Thích quá nhỉ, được tặng. À, được tặng, đúng rồi. Đấy, bây giờ có tiền để mua là cũng mua là cũng hợp lý chứ. Bạn tặng. Tôi xem trên một vài cái website của Thụy Sĩ, của Đức Quốc tế đấy, thì nó đang niêm yết giá là 3.000 franc Thụy Sĩ. Vâng. Thì giá Thụy Sĩ nó ngang ngửa giá đô la Mỹ ấy. Vâng. Nó cũng cỡ là tầm 23 × 3 là phải 6 mấy triệu, 7 mấy triệu đấy. Vâng. Đấy, cũng không phải chiếc đồng hồ rẻ tiền đâu, rất là cao cấp rồi. Rồi tiếp theo là bạn Nguyễn Linh. Bạn ý hỏi rằng là các bác có thể nói về các loại pin dùng trong đồng hồ quát không? Loại pin nào có tuổi thọ cao nhất? Và ví dụ như pin trong AE1200WD thì dùng được tới 10 năm lận. Cảm ơn hai bác nhiều. Rồi, các cái loại pin ở trong đồng hồ thì nó có rất nhiều. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có những loại pin mà theo tính chất mà gọi là cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có pin kiềm này, pin oxit bạc và pin lithium, đó là ba cái loại cơ bản nhất. Đấy, còn lại thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái loại pin khác, pin niken cũng có nhiều loại lắm. Và cái mã pin thì cũng rất là nhiều, nhưng mà qua cái câu hỏi này của bạn thì tôi muốn mở rộng hơn một chút, đó là tại sao có những đồ quát mà pin nó rất là trâu nhưng mà có những cái đồng hồ mà pin nó không trâu bằng. Ví dụ như là anh Hùng tưởng tượng là hiền mà số điện tử ấy thì nó sẽ cực kỳ tiết kiệm năng lượng và nó có thể lên đến 10 năm. Nhưng ví dụ như anh không phải hiển thị điện tử mà anh lại hiển thị theo cái kiểu là kim vẫn chạy bình thường, nghĩa là vẫn chuyển hóa từ năng lượng pin sang cơ, thì nó sẽ tốn pin hơn.
Đó, đó là cái việc lý giải tại sao có loại pin trâu, có loại pin không trâu. Tiếp theo nữa là cái sự khác nhau giữa những cái loại pin, ví dụ như là pin lithium hay là pin oxit bạc hay là pin kiềm. Nhưng mà hiện tại thì tôi thấy là pin lithium là cái loại pin tốt nhất dùng ở trên đồng hồ bây giờ. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua những cái hình ở trên trên màn hình này để có thể phân biệt được là pin oxit bạc như nào, pin kiềm như nào và pin lithium ra sao. Đấy, và thêm nữa đó là các bạn cũng có thể tìm cái cách để mà thay pin cho mình rất là dễ dàng thôi. Ví dụ như là các bạn sẽ xem là ở bên trong sách hướng dẫn sử dụng nó ghi là loại pin gì luôn, hoặc là khi các bạn cậy đáy ra các bạn cũng có thể biết được là cái pin gì. Đây ví dụ như là có ba cái pin tôi đưa ra đây, pin AG12 nó ghi lên đây tên luôn này, hoặc là pin LR44 này. Xong rồi sau đó thì các bạn sẽ search những cái mã pin đó để xem là cái đồng hồ của bạn phù hợp với loại pin nào. Ok, như vậy là cảm ơn câu trả lời rất là kỹ lưỡng của anh Dương và chi tiết nữa. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng đến với Arsenal Bucci, một bạn cũng chắc là thích câu lạc bộ Arsenal đây. Chào Xwatch, tại sao bây giờ các loại đồng hồ Nhật có Open Heart lại không có lịch ngày ạ? Mình cảm ơn. Câu hỏi này thì rất là dễ thôi, tôi chỉ gợi ý một xíu là các bạn tự tìm cái câu trả lời ngay. Thế theo bạn là cái lịch ấy, thì thiết kế bên trong cái lớp mặt ngoài thì cái lịch nó như thế nào? Đấy. Có cái nhiều lịch... bạn là các bạn tưởng tượng là cái lịch nó đứng yên một chỗ xong nó quay vòng tròn tại đó. Đúng rồi. Nhưng mà không phải đâu, anh không có thể giải thích. Thực ra cái lịch nó là một cái mặt tròn, nó khắc số. Đúng rồi, khắc số. Nó chấm. Và đấy, nó cũng xoay đấy. Cái mặt chính cái mặt đấy nó xoay đấy, theo cái năng lượng cót, rồi cái bánh răng nó chuyển động thì cái bánh răng này nó xoay. Như vậy nếu như chúng ta có cửa sổ open heart này thì nó sẽ bị chính cái phần lịch đấy nó chắn luôn cái open heart đó, mà khiến cho open heart không còn xuyên thấu nhìn vào các chi tiết cơ khí bên trong nữa. Chính vì vậy khi mà đã có cửa sổ open heart thì phải hy sinh đi một cái lịch, nó là như thế. Vâng, rất là dễ thôi. Và nếu mà bạn lại vừa muốn có open heart lại vừa muốn có lịch ngày thì bạn phải mua những đồng hồ rất là đắt tiền, và cái cơ chế xoay vòng lịch nó khác, nó sẽ khác. Đúng rồi, chứ còn đồng hồ Nhật mà giá rẻ thì không thể có cái điều đó được. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn, một khám phá cũng khá là thú vị. Bạn Tiến Đạt, bạn ấy hỏi rằng là chào hai anh, cho em hỏi giữa FC và Ogivan máy cơ cùng tầm giá thì máy móc và độ bền hãng nào tốt hơn? Cảm ơn hai anh. Rồi, đầu tiên là nói về Ogivan và FC là cả hai hãng này đều là Swiss made, đều là Thụy Sĩ đó. Đối với cả Ogivan và FC có thêm một cái điểm nữa, đó là cả hai hãng này thì đều không thuộc tập đoàn Swatch Group đó. Và khi mà nó không thuộc tập đoàn Swatch Group thì nó sẽ sử dụng máy Thụy Sĩ là máy Celita chứ không phải là máy ETA. Ví dụ như là Tissot thì sẽ sử dụng máy ETA. Vậy là về mặt bản chất là cái loại máy Celita trên cả FC lẫn Ogivan là xem với nhau, tức là về độ bền về máy là bằng nhau. Đúng rồi, trên lý thuyết chúng ta sẽ xét về độ bền về những yếu tố ngoài máy. Vâng. Tức là vỏ, là dây, là kim, số, là những yếu tố khác. Theo anh Dương thì sao? Thường là đồng hồ FC mang tính chất đơn giản, thanh lịch. Và như tôi tìm hiểu ở các thợ đồng hồ phản hồi lại thì đồng hồ FC có vẻ như là bền bỉ hơn đồng hồ Ogivan. Tôi cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là Ogivan thì thường xuyên có những thiết kế nó khá là bóng bẩy và nó rất là đẹp, nên chính cái sự bóng bẩy này đôi khi nó sẽ làm cho chỉ một chút xíu xây xát thôi nó lại giảm cái độ đấy rồi, thì chúng ta vô hình chung có cái cảm giác là nó không được bền bỉ lắm. Chính xác là như vậy ạ. Rồi tiếp theo nhé, bạn Alpha bạn ấy hỏi rằng cho mình hỏi trong tầm giá 2-3 triệu thì có đồng hồ nam vừa lịch sự vừa trẻ trung hay không, tay mình chu vi 16 cm. Cảm ơn hai bạn nhiều. Vừa lịch sự lại vừa trẻ trung thì thực sự là tôi có thể giới thiệu ra đây cho bạn khoảng 5 cái mẫu đồng hồ đi, cho nó hoành tráng đi. Đầu tiên là vừa lịch sự lại vừa trẻ trung theo kiểu thể thao đi. Bạn có thể lựa chọn mẫu Oren FEM7L00B9. Thì cái mẫu này anh Hùng thấy là như thế nào? 42mm về mặt là đường kính này, size là 12.8 này, rất là dày dạn này. Mặt kính cứng, máy automatic, tầm giá có khoảng hơn 3 triệu thôi. Vâng, tuyệt vời về mức giá. Viền dày xong rồi dạ quang thì rất sáng luôn. Nhưng mà chắc chắn là trong 3 triệu thì bạn cũng không thể đòi hỏi được mức hoàn thiện cao rồi. Nên là đúng rồi. Nên là có thể ngoại hình tốt nhưng ngoại hình thì độ hoàn thiện chưa phải là hoàn hảo. Vâng. Tiếp theo đi. Vâng, tiếp theo là nó sẽ trẻ trung hơn đi. Thì là mẫu Oren FR2700DW0. Thì mẫu này rất đơn giản thôi, 3 kim 1 lịch. Để chúng ta sẽ có đường kính 41mm cũng phù hợp với cổ tay đại đa số mọi người. Chữ nước là 50mm cũng ổn. Tuy nhiên số Arab tôi cảm giác nó hơi bị trẻ con quá. Ở trẻ con so với những cái phần còn lại của đồng hồ chứ không phải là trẻ trung. Vâng. Mẫu đồng hồ tiếp theo nữa thì
tôi muốn giới thiệu đến cho bạn là mẫu Orient có mã hiệu là FM7G00AW9. Thì cái mẫu này nó làm cho tôi liên tưởng đến rất nhiều những mẫu Orient mà nó cao tiền hơn. Nhưng mà có đặc điểm đó là cái lịch thứ này, về lịch ngày của nó là nó nằm ở hai bên đối xứng với nhau, nên là anh Hùng sẽ nhìn thấy nó tương đối là buồn cười. Đây, đúng thấy không? Đó, dạ quang thì kim giờ kim phút. Cái này vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Mạnh là vì nó có cả lịch ngày lẫn lịch thứ. Vâng. Với một chiếc đồng hồ cơ có mức giá trên 3 triệu. Vâng. Đấy, tuy nhiên cái thiết kế của nó trông có vẻ thì hơi rối mắt. Hơi rối mắt và trông nó. Chính vì nó cân quá nên đâm ra trông nó cứ hơi bị có cái gì đấy nó hơi sắp đặt cảm giác thế. Đúng rồi. Nó không được tự nhiên. À, cái mẫu đồng hồ tiếp theo mà tôi với anh Hùng rất hay giới thiệu chính là mẫu Orient FR2700W0. Mẫu này thì quá phổ biến rồi. Rất là cơ bản thôi. Vâng. Và một cái mẫu cuối cùng đi, tất cả những mẫu đồng hồ trên thì đều là đồng hồ cơ. Orient cơ. Đấy, nhưng mà mẫu đồng hồ này chỉ 2 triệu thôi. Chúng ta đã được đồng hồ quát. Nhưng có máy sapphire, có kính sapphire. Có kính sapphire, đấy chính là điểm mà tôi nói đến. Lại là điểm mà lợi hơn. Đúng rồi. Và ngoại hình thì cũng xem. ngang với chiếc kia cũng rất là thanh lịch, nhẹ nhàng, đơn giản, không có gì gọi là quá là bị chú ý vào đây cả. Rồi, hy vọng là những cái gợi ý này nhỉ. Vâng. Cho bạn ấy sẽ tìm được một cái chiếc đồng hồ ưng ý. Bạn Linh Xe Ôm, bạn ấy rất là quen, có lẽ là cũng là một khán giả mà chúng tôi trả lời trong một vài số rất là gần đây rồi, tôi nhớ. Vâng. Bạn ấy hỏi rằng là giữa Omega và Longines thì nên mua mẫu nào trong tầm giá dưới 20 triệu, mong anh tư vấn giúp. Omega gần như không thể tìm được tầm giá dưới 20 triệu đối với hàng mới, các bạn chỉ lựa chọn đối với hàng cũ thôi, hàng cũ cũng khó. Thế còn Longines chắc chắn là không thể nào mà bằng được Omega, chúng ta so sánh rất là nhanh thôi. Và thậm chí là Longines là thương hiệu con, thương hiệu thuộc tập đoàn Omega. Đấy, nên là Longines không thể so sánh đẳng cấp với cả Omega được. Còn Longines trong cái tầm giá trên dưới 20 triệu thì các bạn chỉ lựa chọn được Longines Quad thôi. Đó. Như vậy là một là Omega cũ, hai là Longines Quad. Đúng rồi, chính xác. Cũng 20 triệu thì có vẻ như là hơi chới với so với hai cái tên này. Đúng nên rồi. Là chưa phải là mức giá dễ mua, chưa phải mức tiền dễ mua với hai thương hiệu này. Rồi, câu hỏi trên thì cũng là câu hỏi đã khép lại số hỏi đáp tuần này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.